Xin chào tất cả ông bố và mẹ đến với video tiếp theo của Giúp Mẹ Bếp Thì Thảo nhé. Trong cái quá trình mà làm video về top vitamin thì các ông bố và mẹ của chúng ta hỏi về việc cái vitamin DHA nào, cái DHA nào là tốt nhất cho mẹ bầu này, và chúng ta nên bổ sung như thế nào, thời điểm nào là bổ sung tốt nhất. Ngày hôm nay mẹ Bếp Thảo sẽ review về một cái sản phẩm DHA mà chắc chắn là các mẹ bầu đều biết đến, đó chính là một cái thương hiệu DHA Bioeland đến từ Úc. Và đối với cái sản phẩm này, nó là một sản phẩm được nhập nguyên hộp ở bên Úc về thị trường Việt Nam. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến hình dạng của nó cũng như là những cái dinh dưỡng mà nó cung cấp cho mẹ bầu nhá. Thì đầu tiên nó được đựng ở trong một cái hộp nhựa như thế này, và bên trong của nó sẽ có 60 viên. Sản phẩm được nhập nguyên hộp ở bên Úc nên trên hộp của nó hoàn toàn là tiếng Anh. Nó có hình một chú hươu cao cổ ở bên góc của hộp như thế này. Và cái mã vạch của nó ba số đầu là 934. Đối với cái sản phẩm này thì nó được nhập nguyên hộp ở bên Úc, và sản phẩm được sản xuất này, nghiên cứu này với một cái quy trình khép kín và dành cho thị trường ở bên Úc sử dụng, nên chúng ta sẽ yên tâm về cái chất lượng của nó và cũng như là cái thương hiệu mà chúng ta sử dụng vào trong cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta đang mang bầu, và để cho thai nhi được phát triển một cách tốt nhất. Thì tại sao chúng ta lại nên bổ sung thêm DHA? Thì chắc chắn là mẹ nào cũng muốn con thông minh và sáng mắt, mẹ nào cũng muốn cho con của mình thông minh lanh lợi, thì cái việc mà bổ sung DHA ngay từ trong giai đoạn mà chúng ta bắt đầu mang bầu cho đến khi mà chúng ta mang bầu và chúng ta sinh bé xong là một trong những cái việc rất là quan trọng để giúp cho bé thông minh lanh lợi. Thì DHA Bioeland của Úc nó được nghiên cứu cung cấp hàm lượng DHA phù hợp giúp cho thai nhi phòng tình trạng dị tật ống thần kinh này, nó giúp cho thai nhi được phát triển một cách tốt nhất này, và đặc biệt là đối với trong những cái tuần cuối của thai kỳ, thì lúc những cái tuần cuối đấy là cái lúc mà bé sẽ phát triển về võng mạc mắt, thì hàm lượng DHA ở trong DHA bầu này nó cũng sẽ cung cấp để giúp cho thai nhi phát triển đấy, đặc biệt là trong cái quá trình và trong quá trình phát triển của các bé nhỏ trong tuần cuối thì chắc chắn là bé sẽ phát triển về mắt, thì cái việc bổ sung thêm DHA nó là một cái gì rất là quan trọng. Thì đối với DHA Bioeland của Úc thì cái thương hiệu của nó rất là quan trọng rồi, cái thương hiệu của nó rất là nổi tiếng rồi, và cái cách sử dụng của nó này, ở đây trên hộp thì người ta cũng nói là cung cấp được cái hàm lượng DHA tới 210mg trong một viên DHA, và hàm lượng rất là cao. Và cái cách sử dụng thì trong từ 0 đến 10 tuần đầu, tức là khi mà chúng ta có dự định có em bé thì chúng ta nên uống DHA rồi. Từ 0 đến 10 tuần đầu chúng ta sẽ uống một viên trên ngày, và từ 10 tuần đến 36 tuần thì chúng ta sẽ uống 2 viên trên ngày, và chúng ta sẽ uống vào buổi sáng, sẽ giúp cho cái việc mà hấp thụ DHA một cách tốt nhất, cũng như là giúp cho thai nhi ở trong bụng mẹ được phát triển và thông minh. Và ngày hôm nay thì mẹ Bếp Thì Thảo đã review khá là kỹ về cái sản phẩm này rồi. Có bất kỳ câu hỏi nào thì chúng ta có thể để lại nhận xét ở bên dưới, hoặc liên hệ trực tiếp vào số Zalo ở trên góc màn hình của mẹ Bếp Thì Thảo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.